Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại Thinkview. Hôm trước thấy rất nhiều anh em thích quả phím cơ dưới 1 triệu mình giới thiệu, nên hôm nay mình mang đến cho anh em một cái deal nó ngon hơn thế nữa. Đó là đã phím cơ lại kèm theo cả chuột nữa mà cũng chỉ 1 triệu đồng thôi. Và như anh em đang thấy trên màn đây, chính là cái combo phím chuột mà mình sẽ mang đến anh em hôm nay. Thì nó đến từ một cái thương hiệu khá là mới mẻ tên là Deluxe, nghe như kiểu Deluxe rất là hay. Và mình thấy nó trên Lazada đang được sale với một giá rất là ngon, nên là không ngại ngần gì xuống tiền mua về để review anh em luôn. Ok, bắt đầu thôi. Và đầu tiên thì đặt em phím này sang bên, tìm hiểu cái em chuột siêu dị này đã. Thì ở đây là cái chuột của hãng Deluxe, có tên mã là M618RGB. Thì nó có một kiểu thiết kế rất là dị, nó gọi là thiết kế công thái học. Kiểu khi anh em cầm chuột vào cảm giác như kiểu đang cầm cần số hay là cầm ấy. À thôi bỏ đi. Khi cầm một chuột này thì anh em sẽ đặt tay như thế này. Thì lúc đấy hai cái phím con chuột nó cũng sẽ được nằm ở bên hông luôn. Và đến đây thì chắc hẳn rất nhiều anh em sẽ thắc mắc là kiểu thiết kế này cầm dị không giống bình thường này thì trải nghiệm nó ra làm sao. Thì ok, mình cũng chia sẻ luôn anh em. Cái ngày đầu tiên khi mà con chuột này nó về văn phòng Thinkview, khi mình đặt tay vào là cảm thấy kiểu nó rất là gượng, nó không tự nhiên ấy, giống như kiểu ngày đầu mà cầm tay con trai nó cứ sao sao ấy. Nhưng mà không sao, chỉ sau một ngày trải nghiệm cùng với em nó thì mình cũng bắt đầu quen với cái kiểu cầm của con chuột này, bởi vì nó sẽ thuận với tay hơn thì nó cũng khá là hay. Tuy nhiên thì con chuột này như anh em thấy nó có khá to và đồ sộ, nên kiểu nếu mà anh em thao tác nhanh, chai hát các thứ thì tốt nhất là không nên dùng vì khá là khó chịu. Và tốt nhất là anh em nên kiểu dùng để lướt báo, đọc Facebook hàng ngày thôi, chứ còn kiểu mà chai hát chơi game liên minh điện thoại hay là CSGO thì không nên, vì kiểu gì bạn cũng thành tạ và team nó chửi cho nát đầu thôi. Và bên cạnh những cái điểm trừ cũng như là cái thiết kế khá là dị của con chuột này thì nó vẫn có nhiều điểm mà khiến mình rất hài lòng đây. Ví dụ như là nó có một cái chất liệu nhựa mịn sờ rất là thích tay này, hay là cái giải LED RGB đi theo thân chuột đây nó cũng rất sáng và đẹp nữa. Rồi các phím bấm đây cũng khá là nảy và được hoàn thiện khá là tốt. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ có mức giá là sau khi sale khoảng tầm 300-400 nghìn thôi, nên anh em cũng sẽ phải chấp nhận một điều, đó là cái tổng thể của nó thì vẫn có những cái điểm tiếp nối, các khớp nối đây nó được làm không được tỉ mỉ và nói thẳng là hơi xấu và thô. Và tiếp theo sẽ là về một con phím nó cũng dị không kém con chuột đây. Thì đây là cái con phím có tên mã là T9X của hãng Deluxe. Thì nó hướng đến người dùng là những cái bạn chơi các tựa game eSports mà chỉ cần một cái bàn phím nó vừa đủ nhỏ gọn và để dễ dàng thao tác. Và đây cũng là cái điểm cộng đầu tiên mà anh em có thể nhìn thấy ở ngay con phím này, đó là nó có một cái kích thước rất là gọn nhẹ, nhỏ gọn và sẽ tạo thêm nhiều cái không gian để thao tác trên bàn lúc chơi game hơn. Tất nhiên với thiết kế như vậy thì layout phím ở đây nó cũng sẽ khác thường một chút, ví dụ như cái phím space hay là hàng phím số sẽ bị đẩy sang bên phải một chút như anh em đang thấy ở đây. Nhưng mà anh em cũng sẽ chỉ mất khoảng tầm 30 phút để làm quen với con phím này thôi, và cái trải nghiệm chơi game của mình với cái con phím T9X này thì nó rất là tốt luôn, trái ngược hẳn so với con chuột mình vừa giới thiệu anh em ở trên. Số lượng phím đây đủ để anh em chơi những tựa game eSports hiện nay như là CSGO này, LOL hay là Dota. Và cái phần kê tay thì cũng được phủ nhung cho cảm giác kê tay nó rất là mịn, và khi đã đặt tay lên thì anh em sẽ không muốn nhấc tay lên nữa. Ở mặt đáy chúng ta sẽ có một cái miếng kim loại và chân cao su để cho cái bàn phím này nó nằm chắc chắn ở trên mặt bàn, không bị xê dịch kể cả khi mà anh em tức giận chơi nó hơi chạy hãm một tí chẳng hạn. Và chắc chắn là điều mà anh em quan tâm nhất đối với cái sản phẩm phím cơ này chính là trái tim của nó là squid, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ có squid là cai bốc trắng. Thì cái loại squid này sẽ cho cái cảm giác gõ nó sướng tương tự như Cherry Blue, với cái khắc phản hồi trên hành trình phím và cũng như là cái tiếng click key đặc trưng. Thì trước đây khá nhiều anh em là có chút ái ngại về cái squid của cai bốc, bởi vì chất lượng của nó kiểu không được bền và nói chung là cũng không tốt lắm ấy. Nhưng mà với cái cai bốc trắng squid mới này thì mọi thứ đã khác rồi, và nó được nhiều anh em chơi phím cơ đánh giá rất cao về chất lượng và trải nghiệm, nên mình nghĩ là anh em có thể yên tâm với chất lượng squid ở trên con phím mà mình đang giới thiệu đây. Và tiếp nữa thì cũng có rất nhiều cái điểm cộng khác dành cho con phím T9X này của Deluxe. Ở đây chúng ta sẽ có là keycap ABS xuyên LED, có bề mặt hoàn thiện sần để giảm tối đa cái việc để lại mồ hôi và dấu vân tay. Cái phần mềm để điều chỉnh phím ở đây thì nó cũng rất là trực quan và cũng rất là dễ dùng, anh em có thể dùng để điều chỉnh LED cũng như là cài macro cho phím. Và một cái điểm mình thích nhất ở đây trên con phím T9X này đó chính là nó sử dụng cái cổng kết nối Type-C. Với cái mức giá chỉ dưới 1 triệu đồng mà nó có cái cổng Type-C luôn, trong khi rất nhiều cái phím cơ bây giờ anh em thấy đấy, giá rất là cao xịn sò nhưng mà vẫn sử dụng cổng micro USB. Méo hiểu luôn. Và nói chung là mình rất hài lòng với cái trải nghiệm của con phím này. Tuy nhiên thì có rất nhiều điểm cộng thì cũng như con chuột kia thôi, nó vẫn có những cái điểm trừ ở đây. Ví dụ như điều đầu tiên đó là cái phông của keycap đấy thì nó rất là xấu, nhìn rất là rối mắt và như anh em vẫn thử gọi là rất là tàu luôn. Rồi thêm cả cái dãy phím macro ở bên trái đây nữa thì nó cũng được làm khá là lỏng lẻo và không được chắc chắn. Ok anh em, thì vừa rồi là những chia sẻ mình về cái combo gear chỉ chưa đến 1 triệu đồng ở đây.
Vậy thì tổng thể lại ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ gear với phím, với chuột, nó có một thiết kế rất là độc lạ, kiểu nó sẽ mang lại cho anh em một cái chất riêng ở cái góc gaming của mình. Cái con phím đây nó có một cái thiết kế rất là gọn nhẹ, kiểu sau này anh em có thể cầm mang đi du đấu thoải mái không phải nghĩ. Còn với con chuột Deluxe M618 Plus RGB này đây, thì mình nghĩ nó là kiểu như một cái thử nghiệm, một cái làn gió mới cho cái sản phẩm chuột bây giờ nó đang bão hòa dần thôi. Và hãng sẽ vẫn còn phải cải thiện rất là nhiều ở cái sản phẩm này để nó có thể tạo nên một cái trào lưu mới mạnh mẽ trong giới công nghệ. Và mong rằng là qua video này thì anh em sẽ có thêm một cái sự lựa chọn khi đi sắm cái bộ gear cho góc gaming của mình. Và anh em nghĩ sao về cái bộ đôi sản phẩm mới này mà mình vừa giới thiệu? Cùng comment thảo luận ở dưới video nhé. Anh em đừng quên like này, cũng như subscribe kênh, theo dõi video tiếp theo thì view. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. À quên, có sản phẩm Dell G5 mới 2019 rất là đẹp ở đây thì sẽ sớm lên sóng trên kênh thôi. À, để có thể lên sóng sớm nhất thì anh em nhớ bấm like video này nhiều vào nhé.